Đây là trận đấu duy nhất ở vòng đấu thứ 12 cho tới thời điểm này chưa có bàn thắng nào được ghi. Trong trận đấu đã kết thúc vào ngày hôm nay, BKMX Bình Dương đã vượt qua câu lạc bộ Sài Gòn với tỷ số 2-1. Đinh Hoàng xử lý hay, Đinh Hoàng không thể dứt điểm, hơi lỡ nhịp một chút. Mario cánh phải tiếp tục là Đinh Hoàng, nhưng lần này là một đường chuyền không tốt, nhưng đó cũng là một pha bóng lập bập của hậu vệ Nam Định. Sút xa vào, những cú sút xa thứ vũ khí cực kỳ nguy hiểm. Sông Lam Nghệ An đã có được bàn thắng vươn lên dẫn trước 1-0. Ở trận đấu ngày hôm nay thì các học trò của huấn luyện viên Huy Hoàng rất tích cực sút xa, không có nhiều những cú sút xa chính xác, nhưng một pha bóng như vậy đã mang về bàn thắng đầu tiên cho đội khách. Cú sút rất hay, pha bóng tưởng chừng như là các hậu vệ của Nam Định đã phải giải quyết mọi thứ tốt hơn sau đường chuyền không thực sự hay của Đình Hoàng, nhưng họ lại lúng túng và bóng bật ra vào đúng tầm dứt điểm. Sông Lam Nghệ An dẫn 1-0. Đình Tiến đã có một cú sút xa có thể nói là quá hay. Nếu thắng trong trận đấu ngày hôm nay thì Sông Lam Nghệ An sẽ vươn lên vị trí thứ hai. Ta sẽ cùng xem lại pha xử lý của số 15. Cú sút với lực đi cực tốt. Đinh Xuân Việt đã chơi không tồi cho tới những phút vừa rồi. Từ chối hàng loạt cơ hội của các chân sút Sông Lam Nghệ An, nhưng ở pha bóng này thì anh đã bị đánh bại. Một không, Sông Lam Nghệ An vươn lên dẫn trước. Một vòng đấu mà câu lạc bộ Nam Định có được thuận lợi khi các đội bóng đang cạnh tranh với họ ở nhóm cuối, đó là Sài Gòn và Thành phố Hồ Chí Minh, đều đã thua. Nhưng bây giờ thì trên sân nhà họ cũng đang để cho đội khách Sông Lam Nghệ An dẫn trước. Và anh đầu ngược, đó là Diogo Fagan. Đội bóng áo vàng bắt buộc sẽ phải chơi mạo hiểm hơn. Họ đã bị đối phương vươn lên dẫn trước, và thật khó để có thể chấp nhận một kết quả như